Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát biết như thật về tướng của hành? Khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đó là lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát biết như thật là hành giống cây chuối lột bỏ từng bẹ ra thì không tìm được cái lõi. Đó gọi là Đại Bồ Tát biết như thật về tướng của hành khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát biết như thật về sự sanh diệt của hành khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát biết như thật là lúc sanh, hành không từ đâu đến, khi diệt cũng không đi về đâu, tuy không đến không đi nhưng tương ưng với sanh diệt. Đó gọi là Đại Bồ Tát biết như thật về sự sanh diệt của hành khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát biết như thật về chân như của hành khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát biết như thật chân như của hành không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tánh thường nhất như, không hư vọng không biến đổi nên gọi là chân như. Đó là Đại Bồ Tát biết như thật về chân như của hành khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát biết như thật về tướng của thức khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các Đại Bồ Tát biết rõ như thật thức như các việc ảo thuật do các duyên hòa hợp giả tạo mà chẳng có thể nắm bắt. Giống như nhà ảo thuật cùng các học trò của ông ta hóa làm bốn loại quân ở ngã tư đường, đó là quân voi, quân ngựa, quân xe, quân bộ, hoặc lại làm tướng của các sắc loại khác, tuy giống như có nhưng không có thật, tức cũng như vậy, thật sự không thể nắm bắt. Đó gọi là Đại Bồ Tát biết như thật về tướng của thức khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát biết rõ như thật về sự sanh diệt của thức khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát biết như thật lúc sanh, thức không từ đâu đến, khi diệt cũng không đi về đâu, tuy không đến không đi nhưng tương ưng với sanh diệt. Đó là Đại Bồ Tát biết như thật về sự sanh diệt của thức khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát biết như thật về chân như của thức khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa? Lúc thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, Đại Bồ Tát biết như thật chân như của thức không sanh không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không giảm, tánh thường nhất như, không hư vọng không biến đổi nên gọi là chân như. Đó là Đại Bồ Tát biết như thật về chân như của thức khi thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện, đó là Đại Bồ Tát có thể học ba môn giải thoát như vậy thì có thể học sắc uẩn cho đến thức uẩn.